Hi, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau làm một bài tập kỹ năng nữa. Đó là bài tập cài khuy áo nha. Rồi thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một ít vải nỉ nè, xung băng keo nha, nút áo và kim chỉ như thế này nè, để xíu nữa mình may bên lên bộ đồ á. Rồi với cái tấm vải nỉ màu xanh thì các bạn cắt cho mình khoảng một cái hình chữ nhật như thế này nha. Thì chiều dài của nó là khoảng 16 cm, còn chiều rộng của nó là khoảng 12 cm. Để bây giờ mình sẽ làm cái nền. Rồi bây giờ tiếp tục nè, để làm cái áo. Làm cái áo thì mình sẽ làm màu hồng nha. Đó thì các bạn vẽ cho mình một cái hình, một cái thân của cái áo như thế này. Mình đã vẽ sẵn rồi đó. Các bạn cứ đổ lên trên này khoảng cái áo là nửa cái nền, còn phía dưới này mình sẽ còn làm một cái váy nữa. Thì mình đã vẽ xong một cái thân trước của cái áo rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy tiếp cái phần thân đã cắt, chúng ta vẽ lên trên này và chia làm hai phần, cắt hai phần riêng nha, để mình làm cái phần thân trước của cái áo để gài khuy lại á. Đây các bạn cứ làm theo mình nè. Các bạn thấy chưa, mình đã có một nửa của thân trước này. Và thân trước thì cái cổ áo mình sẽ khoét hạ xuống một thấp một xíu nha.
thì cái phần thân ở dưới các bạn phải vẽ sao cho nó đi qua hai hàng nút như thế này nè. Thì cái áo của mình nó sẽ như thế này. Đây các bạn, mình đã chấm sẵn hai cái khuy để xíu nữa mình sẽ cho nút vào đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm nút nha. Thì bây giờ các bạn đổ khoảng hai hàng nút của mình ở vị trí nào á thì các bạn sẽ đánh dấu cho nó trước đi. Đây mình đã đánh dấu nè. Rồi sau đó thì mình đánh dấu xuống phía dưới. Đó, đây chính là cái vị trí của mình cho cái nút áo vào đây nè.
Đó thì bây giờ mình đã có được cái nút rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm khuy cho nó nữa nha. Mình sẽ thử cái xem đài được chưa nha. Rồi, cơ bản bây giờ mình đã xong cái áo rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cho nó một cái váy nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái bộ đồ này vào cái nền nha.
so với hai cái thân trước của cái áo thì các bạn chỉ dán cái viền ở phía ngoài này thôi. Rồi bây giờ chúng mình đè nút lại nè. Thì như vậy thì cái bộ bài tập kỹ năng luyện cài nút áo cũng đã hoàn thành rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.